Theo Insider tờ Washington Post WP vào cuối tuần trước đã tiết lộ về việc Mỹ ngừng chuyển giao đạn pháo thông minh M982 X caliber cho Ukraine vì tỷ lệ đánh trúng mục tiêu của loại đạn này đã sụt giảm quá nhiều. Nguồn tin của WP cho biết từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 8 năm 2023, tỷ lệ bắn trúng của X caliber đã giảm từ 55% xuống còn 6%. Đây cũng là thời điểm mà Kiev tiến hành chiến dịch phản công quy mô lớn nhưng không giành được quá nhiều thành công. Theo ước tính, phía Ukraine đã phóng khoảng 3.000 quả đạn X-caliber tại các khu vực Kherson, Kharkiv và Bakhmut, nhưng hệ thống gây nhiễu của Nga đã làm ảnh hưởng lớn tới độ chính xác của loại đạn này. Một quân chức Ukraine tiết lộ, từng có thời điểm họ phải bắn tới 19 quả đạn X-caliber để đánh trúng một mục tiêu. Cần biết rằng, đạn Excalibur có giá 100.000 đô la Mỹ mỗi quả, đắt gấp 50 lần các loại đạn pháo 155mm thông thường. Như vậy, Kiev tốn gần 2 triệu đô la Mỹ cho mỗi lần tập kích thành công. Ngoài vấn đề chi phí tốn kém, lý do chính khiến Mỹ ngừng gửi đạn Excalibur tới Ukraine là do các hệ thống gây nhiễu của Nga. Công nghệ dẫn đường trên các phiên bản Excalibur hiện tại đã không còn gây ra đột biến. Các hệ thống tác chiến điện tử của Nga đang làm việc hiệu quả, khiến loại đạn từng được coi là bách phát bách chúng trở nên vô hiệu. Báo cáo của WP cho biết, Thực tế, không chỉ có x caliber mà các loại bom dẫn đường di đam của Mỹ cũng đang dần mất đi tác dụng trên tiền tuyến. Kể từ tháng 2 năm 2023, các loại bom này đã không còn duy trì được sự chính xác cần có. Chúng thường bay chạch mục tiêu từ 200 đến 1.200m. M982 x caliber là đạn pháo cỡ 155mm của Mỹ, được trang bị hệ thống dẫn đường tân tiến. Một quả đạn này có trọng lượng 48kg, dài 99,6cm, thường mang theo đầu nổ PBXN9. Đạn được trang bị 4 cánh điều hướng bằng titanium để tăng độ ổn định và chính xác khi tấn công các mục tiêu. X-Caliber có tầm bắn 40-57km, tùy thuộc vào cấu hình đầu đạn, sai số khi tấn công là khoảng 4m. Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu hôm 26 tháng 5, Chúng tôi biết mọi điểm tập trung của quân đội Nga. Chúng tôi biết tất cả khu vực mà tên lửa và máy bay chiến đấu của Nga được phóng. Ông Zelensky nói thêm, xóa sổ lực lượng này, từ đó cứu được hàng nghìn sinh mạng và đảm bảo rằng việc mở rộng chiến tranh sẽ chấm dứt, hoàn toàn là một quyết định chính trị, một quyết định cần phải được đưa ra. Các đồng minh của Ukraine đang thảo luận về lời kêu gọi của Kiev nhằm bật đèn xanh cho việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Nghị sĩ Anton Hofreiter thuộc Đảng Xanh của Đức gần đây đã lên tiếng ủng hộ ý tưởng này nhằm bảo vệ dân thường Ukraine. Trong bài phát biểu, ông Zelensky cũng kêu gọi các đối tác của Ukraine đẩy nhanh và tăng cường cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Nghị sĩ Quốc hội Ukraine Yehor Chenyev cho biết Mỹ đã bắt đầu thảo luận về quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Washington nhằm tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Mỹ và các đồng minh khẳng định Họ buộc Ukraine phải cam kết chỉ dùng vũ khí viện trợ của phương Tây bên trong lãnh thổ. Tuy nhiên, gần đây, Anh đã trở thành thành viên NATO đầu tiên tuyên bố không phản đối Ukraine dùng vũ khí viện trợ để nhắm vào lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đầu tuần trước phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện rằng Washington sẵn sàng thảo luận với Kiev về khả năng sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Ông phản đối Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây nhằm vào lãnh thổ Nga. Ông Sol nói rằng Đức đã đưa ra các quy định rõ ràng cho Ukraine về việc cấm sử dụng vũ khí của Đức trên lãnh thổ Nga và ông thấy không có lý do gì để thay đổi điều này. Thủ tướng Đức nói thêm rằng chính sách của ông là ngăn chặn xung đột leo thang thành một cuộc chiến quy mô lớn. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước tuyên bố đã đến lúc các thành viên của Liên minh do Mỹ dẫn đầu nên xem xét lại chính sách của họ và cho phép Ukraine tự do sử dụng vũ khí phương Tây để tiến hành các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cùng các quan chức nước này đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Tổng thư ký NATO về việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí phương Tây, cảnh báo không nên leo thang căng thẳng với Moscow. Thủ tướng Meloni nói với kênh truyền hình của Ý hôm 26 tháng 5, Tôi không biết tại sao ông Stoltenberg lại nói như vậy. Tôi nghĩ chúng ta phải hết sức cẩn thận. NATO phải giữ vững lập trường, không đưa ra tín hiệu nhượng bộ. Ngoại trưởng Ý Antony Tajani cũng khẳng định vũ khí do nước này gửi tới Kiev chỉ được sử dụng bên trong lãnh thổ Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nếu Mỹ tấn công các mục tiêu của Nga, điều đó đồng nghĩa với việc khơi mào một cuộc chiến tranh thế giới mới. Cảnh báo được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky cho biết Mỹ đã nói nếu Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân, Washington sẽ đáp trả bằng cách sử dụng vũ khí thông thường nhằm vào lực lượng Nga ở Ukraine. Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin tuyên bố hôm 26 tháng 5, bằng cách hủy bỏ cuộc bầu cử Tổng thống, ông Zelensky đã chiếm đoạt quyền lực. Bắt đầu từ ngày 21 tháng 5, ông ấy đã hoàn toàn mất đi tàn tích của tính hợp pháp giả tạo. Theo ông Volodin, bất kỳ thỏa thuận nào với một tổng thống bất hợp pháp đều vô hiệu và có thể gặp thách thức trong tương lai. Ông Volodin bình luận, khi nhiệm kỳ tổng thống hết hạn, ông Zelensky không còn quyền phát biểu thay mặt người dân Ukraine nữa. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga chỉ ra rằng, việc tổng thống Zelensky hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine là hành động vi phạm hiến pháp và vì sợ mất quyền lực. Nhà lập pháp hàng đầu của Nga cho biết, nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc và bất kỳ tuyên bố nào đề cập đến thiết quân luật đều trái với hiến pháp Ukraine. Ông Volodin cho biết thêm, ông ấy không có quyền tuyên bố huy động quân đội, cử người tham chiến hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào khác thay mặt nguyên thủ quốc gia. Trước đó, tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko ngày 24 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không còn nữa. Ông Putin nói rằng Nga phải hoàn toàn chắc chắn rằng đang thực sự làm việc với giới chức trách hợp pháp của Ukraine để tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa và ràng buộc về mặt pháp lý nhằm giải quyết xung đột giữa hai quốc gia. Ông Putin nói, nhưng câu hỏi đặt ra là đàm phán với ai? Chúng tôi nhận thấy rằng tính hợp pháp của nhà lãnh đạo Ukraine không còn nữa. Bình luận về quyền lực hợp pháp của ông Zelensky sau khi hết nhiệm kỳ, Tổng thống Putin cho rằng điều này cần được giải quyết ở Ukraine bằng hệ thống chính trị và pháp lý của Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cảnh báo, Moscow có thể không công nhận ông Zelensky là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine sau ngày 20 tháng 5. Theo quy định của Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky chấm dứt từ ngày 21 tháng 5. Theo kế hoạch ban đầu, một cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra tại Ukraine vào ngày 31 tháng 3 để chọn ra người kế nhiệm ông Zelensky. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, Ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ không tổ chức bất kỳ một cuộc bầu cử nào trong giai đoạn thiết quân luật như hiện nay. Ukraine bắt đầu thiết lập tình trạng thiết quân luật kể từ khi xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Kể từ đó đến nay, quốc hội nước này đã nhiều lần gia hạn thiết quân luật. Đầu năm nay, ông Zelensky tiếp tục nhắc lại việc không thể tổ chức bầu cử do tình hình chiến sự và do nhu cầu huy động nhập ngũ toàn quốc. Hôm 21 tháng 5, ông Zelensky khẳng định nhiệm kỳ 5 năm của tôi chưa kết thúc, nhiệm kỳ vẫn đang tiếp tục vì tình trạng thiết quân luật. Theo hãng tin Reuters, phát biểu bằng tiếng Anh ngay tại một nhà in cháy đen sau trận không kích dữ dội ở điểm nóng khắc Cốc hôm 26 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia vào Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine tại thành phố Luxen, Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16 tháng 6 tới. Tổng thống Zelensky nói, ông kêu gọi những nhà lãnh đạo thế giới vẫn còn đang đứng ngoài nỗ lực thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh về hòa bình Ukraine hãy tham gia vào hội nghị này. Theo hãng thông tấn Ukreinform Ukraine, Tổng thống Biden cho biết ông sẽ không tham dự hội nghị ở Thụy Sĩ do trùng lịch với một cuộc họp khác. Trong khi đó, Chủ tịch Tập cận bình và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cũng đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh cả hai bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine cần ngồi vào bàn đàm phán nhưng không đề cập đến việc tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine sắp tới. Ông Zelensky nói thêm: "Xin hãy thể hiện sự lãnh đạo của các vị trong việc thúc đẩy hòa bình." Cũng trong đoạn video được đăng tải trên trang Facebook, tổng thống Ukraine tiết lộ: "Tính đến nay, có hơn 80 quốc gia xác nhận tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ." Ông Zelensky nói thêm rằng: "Cuộc hội đàm sẽ là minh chứng cho thấy những ai đang thực sự muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine." Ngoài ra, những nhà phân tích quân sự Ukraine nói rằng, việc Tổng thống Zelensky chọn quay thông điệp kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh tại hiện trường hoang tàn sau một vụ không kích nhằm cho thấy mức độ tàn khốc của chiến sự. Tuần qua, nhà lãnh đạo Ukraine đã hủy một số hoạt động ngoại giao nước ngoài để thăm vùng khắc cốt mà trận nóng nhất ở Ukraine hiện tại. Hồi đầu tháng 4, Đại sứ quán Nga ở Thụy Sĩ cho biết, nước này không mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine và tuyên bố sẽ không tham gia vào hội nghị này. Người phát ngôn đại sứ quán Nga tại Thụy Sĩ, Vladimir Khokhlov nói với đài CNBC: "Phía Thụy Sĩ đã không gửi lời mời Nga tham dự hội nghị. Ngay cả khi chúng tôi nhận được lời mời tham dự một sự kiện như vậy, phía Moscow cũng sẽ không tham gia." Ông Khokhlov nói thêm: "Ý tưởng về một hội nghị thượng đỉnh hòa bình do ban tổ chức công bố là không phù hợp với quan điểm của chúng tôi. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ sắp tới" có thể quy tụ từ 80 đến 100 quốc gia từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 9 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, Nga và Trung Quốc đồng ý với nhau rằng bất kỳ cuộc họp nào về tình hình Ukraine mà không xét tới lợi ích của Nga sẽ đều vô giá trị. Phía Nga cũng từng nói, nhưng buổi hội nghị thảo luận về vấn đề Nga-Ukraine nhưng không mời Nga tham gia đều sẽ thất bại. Hôm 24 tháng 5, hãng tin Reuters, trích dẫn ba nguồn tin giấu tên am hiểu chính phủ Nga cho biết. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, Moscow sẵn sàng thông qua thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine vì không muốn chiến tranh vĩnh viễn. Đến tối cùng ngày, trả lời trong buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Beirut Alexander Lukashenko ở thủ đô Minsk, Beirut, Tổng thống Putin khẳng định việc mở lại đàm phán là điều cần thiết. Người đứng đầu Điện Kremlin nói, Bây giờ chúng tôi thấy rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn cần được nối lại một lần nữa. Tuy nhiên, điều này không xuất phát từ mong muốn của một bên nào, mà phải dựa trên những thỏa thuận cơ bản từng được đề cập trong ba lần thỏa thuận hồi năm 2022 ở Beirut và Thổ Nhĩ Kỳ. Trái lại theo Reuters, Tổng thống Zelensky và những người ủng hộ Ukraine lập luận, lệnh ngừng bắn sẽ chỉ tạo cơ hội cho quân đội Nga tái vũ trang và bổ sung quân lực. Ông Putin đã bày tỏ sự thất vọng về một nhóm cố vấn Nga được phương Tây hậu thuẫn nhằm cản trở các cuộc đàm phán cũng như việc tổng thống zelensky từ chối tham gia đàm phán